Xin đến với những thông tin trong nước đáng chú ý. Chiều tối qua mùng 4 tháng 5 trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do 4 xe ô tô đâm nhau liên hoàn. Hậu quả là một người tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương nặng. Chiều mùng 4 tháng 5, ô tô khách 50 chỗ chạy trên cao tốc Trung Lương hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi đến huyện Châu Thành, Tiền Giang, ô tô bất ngờ va chạm với xe tải chạy cùng chiều. Cú tông mạnh làm chiếc xe tải lật ngang, ô tô khách lao vào giải phân cách. Cùng lúc hai ô tô tải khác từ phía sau do không tránh kịp tiếp tục va chạm với hai xe bị tai nạn. Tai nạn liên hoàn làm 4 ô tô bị hư hỏng, tài xế xe tải tử vong tại chỗ, 4 người bị thương. Các xe nằm chắn ngang đường khiến tuyến cao tốc bị ùn tắc khoảng 5 km. Cảnh sát cho biết lúc tai nạn trời mưa rất to và nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.